là người đồng hành. Tôi đang đứng bên cạnh một kiện hàng quá khổ. Để có thể di chuyển được kiện hàng này, nếu như dùng đường biển, chúng ta sẽ sử dụng những con tàu rất là to. Còn với đường bộ thì sao? Ngày hôm nay, hãy cùng tôi đi tìm hiểu về những chiếc xe siêu trường, siêu trọng. Nền kinh tế ngày càng đa dạng và mau phục hồi của Việt Nam đã tăng trưởng ở tốc độ bền vững trên 6% một năm trong 2 năm qua và được dự báo sẽ giữ được vị trí là quốc gia Đông Nam Á phát triển nhanh nhất trong năm 2017. Các công trình, khu công nghiệp lớn liên tục được mọc lên khắp cả nước, đòi hỏi cần rất nhiều máy móc hiện đại và bề thế để đáp ứng được nhu cầu sản xuất. Kéo theo đó, nhu cầu vận chuyển hàng hóa, thiết bị máy móc đặc biệt này từ nơi sản xuất, bến cảng tới nhà máy xây dựng và lắp ráp cũng gia tăng mạnh mẽ. Để chuyên chở những thiết bị như thế, cần có những xe tải chuyên dụng. Việc lái xe tải chở theo những thứ hàng hóa đặc biệt siêu trường siêu trọng đòi hỏi rất nhiều kỹ năng. Kinh nghiệm đặc biệt đã khiến tôi cảm thấy rất tò mò và quyết định đi tìm hiểu, chia sẻ với khán giả về phương tiện này. Trước hết để tìm hiểu về xe siêu trường siêu trọng, đầu tiên chúng ta hãy tìm hiểu về hàng siêu trường siêu trọng là gì. Theo quy định tại Điều 12 Thông tư 07-2010, Thanh tra Bộ Giao thông Vận tải ngày 11 tháng 2 năm 2010 của Bộ Giao thông Vận tải quy định về trọng tải, khổ giới hạn của đường bộ, lưu hành xe quá trọng tải, xe quá khổ giới hạn, xe bánh xích trên đường bộ, vận chuyển hàng siêu trường, siêu trọng, giới hạn xếp hàng hóa trên phương tiện giao thông đường bộ khi tham gia giao thông trên đường bộ thì hàng siêu trường là hàng không thể tháo rời khi xếp lên phương tiện vận chuyển của một trong các kích thước được bao ngoài của tổ hợp phương tiện và hàng hóa xếp trên phương tiện như sau: chiều dài lớn hơn 20m, chiều rộng lớn hơn 2,5m, chiều cao từ điểm cao nhất của mặt đường xe chạy trở lên lớn hơn 4m2. Hàng siêu trọng là hàng không thể tháo rời, có trọng lượng lớn hơn 32 tấn. Để điều khiển những chiếc xe lớn như vậy hẳn không hề đơn giản. Vậy những tiêu chuẩn nào được quy định với những tài xế nói riêng và doanh nghiệp vận tải nói chung? Ngày hôm nay, chúng ta hãy cùng trò chuyện với anh Thành, chủ doanh nghiệp vận tải siêu trường siêu trọng. Anh ơi, chưa bao giờ thì em nhìn thấy nhiều những cái xe mà trọng tải lớn như thế này. Không biết đây có phải là cái khu vực mà tập trung nhiều những cái xe trọng tải lớn nhất Việt Nam không ạ? Đây thì một trong những bãi là rộng nhất nhì Hải Phòng bây giờ, cả Hải Phòng bây giờ. Vậy những chiếc xe này khi mà tham gia trên đường thì cần phải có những cái yêu cầu gì ạ? Nếu mà tham gia giao thông thì những cái xe container thì nói riêng, còn cái xe siêu trường ví dụ như cái xe này. Đấy, là cái chiều ngang nó sẽ rộng hơn các xe container bình thường. Chiều dài nó rộng hơn, tải trọng nó lớn hơn. Đấy, khi vận chuyển thì anh sẽ phải đi xin một cái giấy. Là cái giấy điều hành đặc biệt đây. Đấy. Cái giấy này là như thế nào đấy ạ? Cái giấy này thì theo như là mình đã khảo sát là cái hàng của mình kích thước ra sao. Báo cáo lên trên sở giao thông là tôi có cái hàng như thế này. Bằng văn bản đã có những cái hồ sơ khảo sát ở trên sở giao thông rồi. Khi cái giấy này thì là đi trên đường thì khi người ta cấp xong thì về bắt đầu anh mới cho xe đi lấy hàng. Đó. Em nhìn thấy là trong tờ giấy này là mình phải ghi rõ từng cái tuyến đường mình từng đi. Từng tuyến đường mình đi, đúng rồi. Thậm chí là ghi rõ cả địa danh này. Đúng rồi, đúng rồi. Cả Hải Phòng này, Lê Thánh Tông này, Hoàng Diệu này. Cô ghi rõ tất cả như thế này. Đấy, vậy tức xác. Là những chiếc xe này đi ra ngoài đường là nếu chỉ được đi trên những cái cung đường mà mình đã được ghi ở trong giấy này thôi. Đúng thế, đúng thế. Em thì nhìn thấy là ở công ty mình thì có rất là nhiều những xe lớn rồi. Tuy nhiên là có bao giờ anh gặp phải một cái đơn hàng mà nó thực sự là một thử thách đối với công ty mình không? Có chứ em. Có những đơn hàng mà khó khăn đến mức độ là ví dụ như là ngoài những cái mà kỹ thuật của bên mình đưa ra mà còn những kỹ thuật của bên khách hàng người ta đưa ra, ví dụ như người Nhật em biết rồi đúng không? Vâng. Người Nhật người ta an toàn đến mức độ tuyệt đối luôn, nhưng mà người Nhật người ta còn phải xem rằng là cái tăng này là chịu tải được bao nhiêu tấn. Đấy, cái dây vải này là chịu tải bao nhiêu tấn. Thế rồi cái điểm móc vào đấy là nó có chịu được không? Thế là người ta soi xét kỹ từng tí một. Thế thì khi mà đặt lên xe thì cái kiện hàng đó có thể nó lệch tâm. Xe dịch có thể từng, nếu như nói mà từng mm một. Thế là nhiều khi là ở cảng người ta cẩu lên cẩu xuống, người ta đặt vào là người ta có thể nhấc ra nhấc vào rất là nhiều lần. Rất là vất vả. Lái xe là cứ toát cả mồ hôi ra, kể cả là kỹ thuật bên cạnh thế thôi. Đấy là xếp một kiện hàng nó không như là xếp container. Người ta chỉ đặt vào cái điểm có cái mấu chốt là được rồi. Nhưng xếp hàng của bên hàng siêu trường thì mình phải tính toán là cái kiện hàng đó nó nằm ở cái vị trí nào nó phù hợp với cái xe để đi xe nó cân bằng. Đấy, nên là nhiều khi là chỉnh nó dích lên từng tí một. Đúng rồi.
Đúng rồi, bởi vì kiện hàng thì rất là nặng. Nếu như mà nó chỉ cần xê dịch ở trên xe thôi thì rất có thể là trong lúc mà chúng ta tham gia giao thông là xe nó có thể bị nghiêng hoặc là xảy ra những cái vấn đề gì. Đúng thế. Anh ơi, để có thể cho những chiếc xe này tham gia giao thông chắc là mình phải kiểm tra nhiều lắm nhỉ anh nhỉ? Đúng rồi. Em có thể gặp anh kỹ thuật kiểm tra xe trước khi xe được lưu hành không ạ? Được, nếu mà em muốn biết chi tiết thì tôi sẽ giới thiệu cho anh. Như vậy là chúng ta đã có được những quy định rất khắt khe của nhà nước về vấn đề xe siêu trường siêu trọng. Để chở hàng siêu trường, siêu trọng thì cần phải được cơ quan nhà nước có thẩm quyền cấp giấy phép lưu hành xe vận chuyển hàng siêu trường, siêu trọng. Anh Bùi Văn Kính này, kỹ thuật bên công ty Đại Phát anh đây. À. Anh sẽ kiểm tra toàn bộ cái xe này trước khi xuất bến. À. Anh Kính ơi, em có thể lên xe này được không ạ? À, xin mời em lên xe. Anh ơi, những cái chiếc xe như thế này thì khi mà trước khi được tham gia giao thông á, thì mình cần phải kiểm tra những cái gì hả anh? Thì bọn anh sẽ kiểm tra tất cả các giấy tờ mà đầy đủ cho điều kiện để vào lấy hàng. Ừ. Sau đó thì là trên lấy hàng xong thì chuẩn bị xuất bến thì xuất hành trình đấy. Thì bọn anh sẽ kiểm tra tất cả các cái lốp này xem nó có đảm bảo an toàn không. Ừ. Lốp tắc kê này, các cái trục rằng này. Anh ơi! Em để ý thấy là mỗi một chiếc xe ở đây đều trông nó rất là khác nhau. Có cái xe này thì hai mấy bánh, có cái xe mười mấy bánh, vậy chắc là nó mỗi một lần hàng khối lượng như thế nào là anh lại phải chọn xe đúng không? Đúng rồi, nó phù hợp theo cái kiện hàng mà thì mình chọn cái xe để mình kéo cái kiện hàng đó. À. Ví dụ như kiện hàng nó nặng thì mình phải đưa cái mót trọng tải lớn hơn. Ừ. Còn bình thường thì mình đưa cái mót bình thường thôi để cho nó phù hợp với kiện hàng để mình đi vào cung đường. Có thể thấy, hàng siêu trường siêu trọng là một trong những mặt hàng có trọng tải lớn hoặc quá khổ nên việc vận chuyển khá là khó khăn và đòi hỏi việc đảm bảo an toàn kỹ thuật là rất cao. Vì thế, việc lựa chọn phương tiện cũng như phương án vận chuyển phù hợp là điều vô cùng cần thiết. Một chiếc xe siêu trường siêu trọng thì phải được kiểm tra vô cùng gắt gao. Tuy nhiên, đến khi chiếc xe này được lưu thông trên đường thì cũng có cả những vấn đề khác nữa, bởi vì để điều khiển được những chiếc xe lớn như thế này thì cũng không hề đơn giản. Bây giờ hãy cùng tôi gặp người lái xe nhá. Em chào anh. Dạ vâng, chào em. Anh ơi, những cái chiếc xe này này, trước khi mà anh được lưu hành ở trên các tuyến đường á, thì mình cần phải kiểm tra những cái gì trước không anh? Quá chứ em, sau khi đội kỹ thuật của công ty kiểm tra rồi thì mình cũng phải kiểm tra lại những cái kỹ thuật cần thiết. Ví dụ như là cái anh mới đầu anh lên xe là anh phải kiểm tra về cái dầu mỡ, nước nước làm mát cho máy chẳng hạn. Rồi cả đèn các vị trí đúng không ạ? Xem rồi, có cái đèn nào mà nó có hư hỏng gì thì mình cũng phải thay thế ngay lập tức đúng không anh? Đúng rồi. Anh ơi, thế có thể cho em lên xe của mình xem được không? Em bởi vì em không biết là ngồi trên đấy thì cảm giác của nó sẽ như thế nào. Được. Mời em lên cổng này nhá. Rồi, ok. Anh lên. Anh ở đây đúng là một chiếc xe lớn anh ạ. Cứ tưởng cái đầu kéo như thế này thì dành cho hai người thôi, nhưng mà ngồi trên này thì cũng khá là rộng, không thua gì một chiếc xe 4 chỗ cả. Đằng sau còn có cả một cái ghế nằm như thế này là để cho lái phụ đúng không ạ? Đúng rồi, thế là coi như là bọn anh ví dụ anh đi đường dài thì là nhiều khi mệt là đến nơi hoặc là lúc mà mình mệt quá mình vào điểm dừng nghỉ thì mình có thể mình nằm đây mình nghỉ một lúc xong mình mới đi tiếp. Đấy thì là nên là xe phải thiết kế hai ghế. Cho tài một ghế và cho phụ một ghế với một cái giường nằm để mình nghỉ ngơi tạm thời. Đấy. Anh ơi, nhưng mà khi mà ngồi trên này ấy, thì mới cảm giác được lái chiếc xe này nó khó như thế nào. Bởi vì như đứng ở dưới em nhìn thấy chiếc xe này thì rất là dài. Khi mà mình ngồi trên xe như này thì sẽ có rất nhiều những cái điểm ở trên xe mình không thể nhìn thấy đúng không ạ? Đúng rồi, vì xe dài, xe anh chạy xe siêu trường siêu trọng này thì rất là khó. Mà mình phải tính của mình phải thật là cẩn thận thì mới để đảm bảo cho mình và cho những người đi đường. Đúng rồi, và đặc biệt là đây là một chiếc xe mà kéo theo một cái rơ móc. Như vậy là cái xe là nó sẽ tắt được làm đôi và nó sẽ lái như là một con rắn vậy. Đúng rồi. Như thế thì cần phải có những kỹ năng gì không anh? Lái lâu năm thì mình có cái kinh nghiệm riêng của mình. Ừ. Thì là thứ nhất là mình phải cẩn thận từng đi từng tí một, và thứ hai nữa là những cái điểm gì mà ở trên gương mình nhìn có mờ mờ cái thì mình không tin tưởng vào gương nữa thì mình có thể là mình thò đầu ra. Bởi vì cái xe hai thân này nó không như là xe một thân. Nếu xe một thân thì em nhìn gương thì em có thể nhìn được suốt, nhưng mà xe hai thân thì nhiều lúc là xe nó vuông gập này thì cái gương của mình lại không nhìn thấy cái đuôi xe. Thì mình bắt buộc mình phải thò cổ ra
để mình nhìn cái đuôi xe, và mà nếu cái điểm nào mà mình không nhìn thấy thì mình không tự tin thì mình có thể nhảy xuống, mình xuống xe rồi mình xuống dưới mình nhìn xem có thoát được không, thoát được xe hay không. Đấy thì nó xem có nhiều cái điểm nó có va quẹt đâu thì mình mới dám lên xe mình đi tiếp. Có thể thấy là để lái chiếc xe này thì đòi hỏi rất là nhiều kỹ năng. Xe tải thì tôi cũng đã được ngồi rồi, và xe chở container thì tôi cũng đã được ngồi rồi. Nhưng mà đối với một chiếc xe siêu trường siêu trọng như thế này thì tôi không biết là cảm giác như thế nào. Anh ơi, anh có thể lái thử một vòng cho em xem cái cảm giác khi mà ngồi trên những chiếc xe lớn như thế này nó như thế nào được không? À được. Vừa được chia sẻ những kỹ năng và kinh nghiệm khi lái những chiếc xe siêu trường siêu trọng, tôi còn được trải nghiệm ngồi trên loại phương tiện to lớn này. Chỉ khi ngồi trên những xe cao, vừa chở hàng cồng kềnh và nặng mấy chục tấn di chuyển trên con đường vô cùng đông đúc thì các bạn mới thấy được việc điều khiển chiếc xe này là vô cùng khó khăn. Nếu không khéo léo và tỉnh táo, vận dụng các kỹ năng lái xe thì việc gặp phải rủi ro về tai nạn giao thông là rất cao. Để một chiếc xe siêu trường siêu trọng có thể lưu thông ở ngoài đường thì cần xe dẫn đường. Và ngày hôm nay tôi sẽ đảm nhận công việc đó. Theo quy định của nhà nước, khi vận chuyển hàng siêu trường siêu trọng, trong trường hợp cần thiết phải bố trí người chỉ dẫn giao thông để đảm bảo an toàn giao thông. Người chỉ dẫn cũng cần phải được trang bị những đồ bảo hộ như áo, còi, kệ phát sáng. Xe dẫn đường cần được lắp đèn và còi báo hiệu. Chỉ khi có đủ tất cả những yêu cầu kỹ thuật này thì xe siêu trường siêu trọng mới được phép lăn bánh. Qua cuộc trò chuyện tìm hiểu về xe siêu trường siêu trọng thì chúng ta thấy lợi ích của việc chở hàng siêu trọng là rất lớn và không thể thiếu. Tuy nhiên, nó cũng mang lại rủi ro vì chở hàng nặng cồng kềnh khi di chuyển trên đường phố. Đối với những người tham gia giao thông bình thường thì khi mà họ đi gần những chiếc xe siêu trường siêu trọng như này thì họ rất là sợ. Như bản thân em là khi mà nhìn thấy những chiếc xe như thế này mà lái tới là thôi em sẽ tấp vào lề và em dừng lại. Còn đối với góc nhìn của anh khi mà anh lái những chiếc xe như thế này này thì anh nên khuyên mọi người điều gì? Đúng là nói chung là ngay bản thân mình thế thôi. Thì là mình cũng khuyên mọi người, thì những người điều phương tiện nhỏ rồi những người đi xe máy, là nếu như nhìn những cái xe container này, rồi xe siêu trường siêu trọng, rồi xe tải lớn thì mình cũng nên tránh một chút đấy, để đảm bảo an toàn cho chính mình. Bởi vì những xe to này người ta không thể nhìn được những điểm mù, người ta không thể nhìn được, nó rất nhiều điểm mù mà nó xe nó to quá thì nó rất là khó nhìn, mà hàng này hàng nặng nữa thì mình cứ nên tránh xa một chút. Đấy, như bản thân anh cũng thế, sau khi nghỉ về mình vẫn phải đi xe máy về nhà, mình nhìn những xe to như thế mình vẫn phải tránh. Đấy, làm sao cái chỗ nào nó rộng nhất thì mình vượt được thì mình mới vượt, chứ không nên chủ quan. Thì để đảm bảo an toàn cho chính mình thôi. Đấy. Có rất nhiều người luôn tỏ ra không tự tin, lo sợ khi phải lưu thông cùng các xe quá khổ, siêu trường siêu trọng. Tuy nhiên, với sự quản lý chặt chẽ và đảm bảo về an toàn kỹ thuật thì chúng ta có thể hoàn toàn yên tâm khi tham gia cùng các phương tiện như thế này. Chỉ cần chúng ta tuân thủ luật giao thông, quan sát xung quanh, hiểu và tránh những điểm mù của phương tiện, chủ động nhường đường cho xe siêu trường siêu trọng thì sẽ đảm bảo an toàn khi tham gia giao thông. Đó cũng là cách tham gia giao thông thông minh và an toàn mà chương trình muốn gửi đến quý vị khán giả. Câu hỏi hôm nay: hàng siêu trường, siêu trọng được hiểu như thế nào là đúng? A. Là hàng có kích thước hoặc trọng lượng vượt quá kích thước hoặc trọng lượng của xe. B. Là hàng có kích thước hoặc trọng lượng vượt quá giới hạn quy định nhưng có thể tháo rời. C. Là hàng có kích thước hoặc trọng lượng vượt quá giới hạn quy định nhưng không thể tháo rời ra được. Soạn tin theo cú pháp NDH, phương án trả lời và gửi đến tổng đài 8209. 10 phần quà là 10 mũ bảo hiểm chất lượng cao sẽ dành cho 10 khán giả có câu trả lời đúng và nhanh nhất. Chúc các bạn tham gia giao thông an toàn.